Xin chào các bạn thân mến. Đây là cây hồng giòn nha các bạn. Trái quá chừng luôn. Trái chữ hết trơn luôn. Nhưng mà nó chưa được chín lắm. Nó chín nó sẽ vàng hơn. Cái này chưa được chín lắm. Chùm chùm luôn, quá chùm trái luôn. Sắp tới sẽ tha hồ có hồ ăn luôn. Cây này là cái gì không có gió? Quá chùm. Cây này 20 năm rồi các bạn. Tươi trái luôn. Trái này chín nè. Sẽ rất là ngọt đây. Và bây giờ mình sẽ cắt cái trái hồng này nha các bạn. Và cùng mình coi là lợi ích của trái hồng và những cái tác hại của trái hồng nó sẽ như thế nào nha. Thứ nhất đó là trái hồng nó tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mình đó các bạn. Và giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh nữa. Trong khi đó nó còn chống ung thư, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, chống lão hóa và cải thiện thị giác. Và rất giúp ích cho các quý ông là giải rượu và chống say rượu nữa đó. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý khi ăn quả hồng giòn này là mình không nên ăn khi bụng đói nha các bạn. Khi mình ăn hồng mà bụng đói á, thì trong hồng nó có tannin và pectin. Nó sẽ kết hợp với axit ở trong dạ dày á, nó sẽ tạo ra những cái sạn trong dạ dày cho nên không có tốt. Và thứ hai là mình cũng không có nên ăn vỏ nữa. Cái vỏ hồng mình không có nên ăn nha. Và khi ăn tráng miệng hồng á, thì mình không có nên ăn sau khi mà mình đã ăn các thực phẩm có nhiều protein cao. Và đặc biệt là người có tiểu đường thì không có nên ăn hồng nhiều. Tại vì trong hồng nó có nồng độ đường rất là cao. Cho nên nó không có tốt cho người bị tiểu đường nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.